đấy, hai cái đầu quang đang chỉ đóng vào đây, là ông sẽ chuyển đổi từ quang này sang điện, thì lúc đó là cái ông hay hơn nhất, đèn sáng đủ 6 đèn, nhưng mà tín hiệu đi không không, hoặc là đôi khi mình pin về AI là bị rất khó liên tục, ví dụ như là mình pin 1.000 có điện thường là ông này bị lỗi nhất, chứ còn router là có khi nó chạy 5 năm 7 năm chẳng hư, nhưng mà ông này nó chính là, cho nên thường đó là một là mình dự phòng của con này, nhưng mà mình không kêu nhận cắt lên con nữa, để cái bên cái con này mình đi xét lại rồi mà nó vẫn tình trạng đó là lúc mình thấy đó. Như vậy thì trong cái chuyện mà vật tư á là mình cũng đề xuất là một con này dự phòng luôn. Ô, mình có theo nhiều con chứ anh, vì một nhiều con bên nhà mấy mình là có nhiều con này luôn chứ không phải chỉ có một con thôi. Con này đọc về ai thì ít nhất là mình phải dự phòng một con này, dự phòng mấy lần này, dự phòng con này. Mà cái con này á là do nhà cung cấp dịch vụ nó cung cấp, chứ không phải là do nhà máy mình mua, cho nên là mình yêu cầu thằng cung cấp dịch vụ mà đưa thêm cái nữa, chứ còn không là chắc chơi nó kêu mình chạy mua mình cắn xử lý thôi. À mày đợi đây thì tao cắn một phòng nó hết chơi mày chạy vào đó cái nào thì đó. Nó chịu không? Ở nhà máy cũng nó chịu. Nhà máy bia nó không chịu, nhà máy bia nó không chịu. Cứ mỗi lần nó rớt mẹ nha là VNPT họ vô họ kiểm tra, họ kêu em theo dõi rồi được báo cho họ lại không có nghĩa là ký hợp đồng cái là bắt nó phải để cho một con gì thợ đấy, nó để một cái con gì thợ nó nói, chứ bây giờ nó chặt chân cái là tao gọi mày, mà bây giờ mày thích không, mày thích chạy không, có khi mình một ngày nó gọi mày một lần nó nói định đúng không nha, đây một ngày bao nhiêu định thành gì đó đúng không, mà mình có đủ cơ sở hành nó được. Đúng rồi, thì chắc chắn trong cái việc ký hợp đồng là long yêu cầu là phải liên tục rồi. Đứng chấp liên tục là cứ ta bóc điện thoại nữ nên luôn bóc điện thoại điện thoại đúng không? Còn này ngồi đó xong đi còn hành cũ mình cũng lo nhiều ở nhà cũng đó. hồi đó điện lực làm mạng truyền dẫn á, làm điện thoại á, mình đi kinh doanh cái mạng đó, nhà nào mình cũng cắm mấy con này nó đi bán lại cho người tiêu đó rồi thu hồi đi tự nhiên nó một đống đúng không còn một đống luôn. Rồi ok em còn đúng không? Còn đâu đi bỏ. Rồi, thằng thấp cái đang ha. Cái này thì các cái chức năng của nó thì tạm thời mình không có nói rõ, tại vì các cái chức năng của các cái phần mềm này hay mấy chủ này á thì nó có trong tài liệu mà nó nhiều đó. Còn ấy đó là trong máy thì mình cũng có tìm tới các cái slide có tên đọc cho các cái kia cũng được. Nhưng mà thường cái này vào vận hành thì ta sẽ quan tâm nó nhiều hơn. Còn giờ cái chỗ này là hệ thống, cái này là vừa rồi anh tiến anh có hướng dẫn rồi ha, đấu từ pin sang cái bộ tích hợp, cái này là nó sẽ cái phần này là nó cắt thông tin nè, nó đưa lên con này, cái này đưa lên đây là qua cái cổng quang, cái UDS này là hợp nối, đó là hợp phóng quang, cái hàng quang đó, distribution frame, nó là cái hàng phóng quang, tức là một cái sợi cắt quang. Nó sẽ một sự cắt quang, nó có nhiều cái lỗi bên trong, thì cái lỗi nó nhỏ như một tóc mình vậy, thì như vậy khi mà cái cộng tác mà nó kéo tới đây á là nó không có đấu được, mà nó phải hàng trong là một cái hộp rộng thế này nè, mỗi một sợi của nó sẽ ứng với một cái khe, ở đây mình kiểu cái đồng cốt để ứng với một cái đồng cốt nó giống như tới thấp phủ là tùy theo số lượng sợi quang của cái cộng tác này thì nó sẽ đánh theo, thì như vậy là các thiết bị nó sẽ đấu ở đây, ví dụ như cái thiết bị UDS này mà nó đặt ở trong cái phòng máy chủ mà camera nó đi về đó, thì 50 camera là chỉ còn 50 cái đầu cắt như thế này, thì mình chỉ biết cái hộp này là cái hộp phối quang, thì nhưng mà khi mà vận hành thì chúng ta phải quan tâm sâu hơn biết được nó là cái, ở đây là khi mà cái hộp mà người ta đã hàng nổ xong xuôi hết rồi, người ta đánh dấu từ 1 cho tới 54 cái hộp này có đánh dấu sẵn, mình chỉ biết là mình cắt vào thôi, nhưng mà khi mà nó đứt chẳng hạn, ví dụ như là ở đây nó có nhiều thiết bị nó đấu về cái ODF này, ví dụ như thiết bị này đi không đấu vào cái cổng đây mà nó đứt, thì như vậy là mình phải biết mình mở ra mình hàng cái sợi cắt nào, thì như vậy á thì mình phải biết là ông này ông đấu, ví dụ như ông đấu vào đây vào cái vị trí số 4, thì mình phải biết vị trí số 4 là nó ứng với sợi cắt màu gì ở trong này, thì theo cái chuẩn mà quy định của các quan á thì nó sẽ có nhiều cái ống ở trong đó, là mỗi một cái ống thì nó nhỏ hơn cái đầu đũa một chút, rồi trong mỗi một ống như vậy nó sẽ chứa khoảng 6 sợi quang,
thì nếu mà mình mua cắt 12 sợi thì nó sẽ có 2 ống, mà cắt 24 sợi thì nó sẽ có 4 ống đó. Thì cái ống này nó sắp xếp thứ tự theo cái quy luật màu là cỡ ra con đường tim nó cũng đánh giá đúng vậy luôn, nó là cam, dương, nâu, xám trắng, đúng vậy. Thì trong mỗi ống như vậy thì nó cũng có 6 sợi, thì 6 sợi đó nó cũng sắp xếp theo quy luật màu vậy luôn, là cam, dương, lục, nâu, xám trắng. Còn nếu mà lột cắt 48 sợi nữa thì nó có cái phần đường cuối nữa là nó tiếp theo là tầm thứ 7 đó là đỏ, đen, vàng, tím, hoặc xanh hồng. Thì mình nhớ cái màu đó khi hàng là mình sẽ ấn định đầu mình là cái màu đó ứng với cái sợi số mấy. Thì đó ví dụ như sợi số 4 đỏ, cam, dương, lục, nâu, như vậy là nó ứng với cái sợi màu nâu của cái ống thứ nhất. Còn nếu mà nó vị trí ở thứ 7 thì mình biết là cái màu cam của ống thứ hai. Thì như vậy là khi mà mình mở cái hộp này ra mình bán ra một hàng á, thì mình sẽ lấy cái ống thứ hai, lấy cái sợi đầu tiên màu cam mình hàng cho mình. Nếu mà mình nghĩ là hết á thì lại còn một cái ống này nó rất hết, cho nên mình xác định đúng cái sợi nào còn hàng. Tại vì khi nào vận hành chính thức thì lúc đó mình đã quan tâm tới cái màu sắc mình xử lý sự cố này. Còn bây giờ trước mắt sử dụng là cái cách đúng cái đoạn này rồi. Rồi cái hiệu viêm này là mình không rõ, nhưng mà theo mình biết là cái cơ cơ mà đi vào trong cái thiết bị này, thì thiết bị này là cái thiết bị chỉ đổi 485 sang internet, và lại mình là internet, nhưng mà tại sao cái hiệu này thì mình không rõ cái tính năng này. Rồi con switch này, trong cái hệ thống này là con switch này, rồi con router này, rồi đi về AI. Đây là ba cái con này là cái mới nãy chúng ta đã trao đổi rồi. Thì ở trong cái hệ thống cái CADA này á, nó thiết kế là nó có hai cái máy chủ, với lại ở đây và đây là hai con này, theo cái bản đấu thiết kế ở đây là có hai con, một cái con dự phòng, nhưng mà hai con này nó thuộc về hai con máy chủ này, nó đại dạng độc lập, nó không có con dự phòng. Cái con này thì nó tích hợp cái phần mềm BBC ha, cái phần mềm quản lý nhà máy. Thì con này thì cái này là mình chưa có vận hành trên cái máy chủ này, cũng chưa nhìn thấy cái giao diện đó, chỉ nhìn qua cái tài liệu thôi, nên là cũng không rõ lắm được cái gì lắm. Nhưng mà cái con này là con máy chủ điều khiển toàn bộ nhà máy, giám sát toàn bộ các cái thông tin về tắt pin, điện tơ và cả điều khiển luôn. Thì cái này cũng chưa vận hành, chỉ xem về thông tin đó thôi, nhưng mà mình cũng biết là như thế này, ở trong cái máy chủ này á, về cái phần mềm nguyên tắc người ta biết phần mềm này á, người ta không có bao giờ sử dụng code để mà người ta xử lý các cái tính toán gì đó. Bởi vì nếu mà ta dùng code của phần mềm mà tính toán á, là phần mềm nó chạy rất là chậm. Ví dụ như nhiều người đồng thời kết nối và mỗi người ra một cái lệnh là yêu cầu đưa cái thông số tối ưu, thì nó tính toán nó sẽ làm chậm rồi thôi. Cho nên là trong cái máy chủ này nó sẽ có, nó chia ra từng module, trong đó nó có một cái module là data center, tức là trung tâm dữ liệu, nó lấy toàn bộ dữ liệu từ những cái hộp này nè. Nó lấy cái thông tin về thời tiết, cái thông tin về điện tử, nó tập trung lại một gì, sau đó nó có những cái hàng, nó tính ra là các cái giải pháp tối ưu, tức là mình muốn thông tin về cái gì là nó tính sẵn ở trong đó. Mà khi mình kết lệnh là cái phần cái khối data center đó nó sẽ tính trước, sau đó nó đưa kết quả ra cho cái khối application app đó, nó sẽ show ra cho mình xem. Như vậy thì các máy chủ này nó, các cái tính năng của nó thì chắc cũng giống như các cái tính năng khác thôi, do là mình chưa có nhìn thấy cái tính năng của các cái nhà máy trước. Tại hồi trước mình vận hành nhà máy cũ nó cũng chưa vào cái phòng này, thì có khi nào nó bị sự cố được cấp quan thì nó kêu mình vào xử lý thôi, cái còn về phần mềm thì thậm chí nó không cho mình được máy chủ. Rồi là quá rõ rồi ha, đúng không? Đây còn cái máy chủ này, cái dây receiver là nó có trách nhiệm nó lấy thông tin. Đó là hồi nãy anh tính hỏi là tại sao nó đã đưa vào cái máy tính rồi mà nó còn đưa lên con switch này, thì chính là con này nè, để cho con này nó lấy thông tin nè. Con này nó lấy thông tin để nó xử lý, con này thì lấy thông tin nó gửi về account, cho nên là một đường là nó cái này một đường nó phải đưa lên con switch để con này lấy thông tin. Để mình xem nó có cái thông tin về cái máy chủ gateway đó. Đây là các cái thông tin mà cái máy chủ gateway nó lấy về, nó gửi về account, nó chỉ gửi những cái thông tin gì. Thì cái thông tin này là mình có ghi lại trong tài liệu đưa ra, nhưng mà nhiều thứ là mình đọc trong này, nó như công suất bán tháng, công suất tác dụng rồi đó, mình có biết gì chưa? Nó lại đi ngay nhà máy sinh hoạt đó. Rồi hỏi chút xíu thôi, bên cái chỗ mà GPS đó thì nó giúp cho được cái gì vậy? Cái GPS đó hả? Trước giờ là mình biết nó là thiết bị định vị, thì mà
nhưng mà nó có lắp đồng bộ thời gian không? À đúng rồi. Đồng bộ thời gian, đồng bộ thời gian như mình cứ lắp không ra. Đồng bộ thời gian này. Tại vì theo như cái máy tính, theo như bên ID của mình trước đây á, là nó sẽ đồng bộ theo cái máy chủ nào đó cho mình chỉ định. Ví dụ như cái máy tính của mình này muốn kết nối về A2 thì mình sẽ lấy cái DNS của ông A2 á, là phân giải thực hiện, tức là cái ông đó ông sẽ chỉ định là cái máy nào. Ví dụ như mình gõ là thị trường điện.com thì trên hệ thống của mình, trong cái máy chủ mình nó không có hiểu thị trường điện.com là cái gì hết trơn á, thì chỉ có cái ông DNS của cái ông thị trường điện á, của ông A2 á, ông mới phân tích ra cái này nó tương ứng với cái địa chỉ là 10.0.0.8, thì cái đó gọi là cái DNS. Thì khi mà cái máy tính của mình mà kết nối vào á, là nó lấy cái địa chỉ của cái DNS đó, nó đồng bổ xuống cho cái máy tính của mình luôn. Cho nên bên này nó dùng cái GPS lock đó thì mình không có hiểu, nhưng mà trên máy tính á, là máy tính nó sẽ lấy cái máy chủ hoặc là cái máy tính của cái anh trong cái hệ thống domain á, thì nó sẽ lay mặt định, nó lấy cái domain, cái máy chủ đó, nó đưa đồng bộ xuống ở con đó, nó chạy sai là toàn bộ hệ thống chạy sai hết. Ok, thì ý tính hiểu như thế này là mỗi cái thiết bị điện tử á, là nó sẽ có cái bộ lớn, bộ động cơ của nó. Cái bộ động cơ này nó đến, nhưng mà nó đến một lúc nào đó nó sẽ bị sai số, sai số về thời gian. Vì vậy nó yêu cầu phải cập nhật đúng một cái thời gian, ví dụ như là nó là ngày 30/5 đi, nhưng mà tháng 5/5 hôm sau liệu nó có ngày 31 hay không, thì nó cứ mặc định thời gian về GPS. Vậy thì GPS này có thể là GPS này kết nối với lại ông Nam, hoặc GPS này có thể kết nối với lại ông Đức. Muốn đồng bộ như vậy, có nghĩa là khi cái thiết bị nó tác động nó ra được thì cái thời gian, thì thời gian nó phải đồng bộ với lại thời gian của cái máy chủ quậy. Hiểu rồi. Vậy là các thiết bị đây mà nó tính đồng bộ thì lấy ổng làm cái móc. Đúng rồi. Và mỗi cái remote nó sẽ có những chuẩn về độ chính xác. Ví dụ ở bị gió thì không muốn dính líu một remote của ông A2 ông không. Khi hôm qua mình xem nó định vị thì vị trí thôi, chứ còn cái đồng hồ này để làm gì đó vậy đó. Anh có phải là cái GPS này là tính theo múi giờ vì Việt Nam còn cái gì nào hơn vị trí đó đó đó. Rồi thôi. Ok.